Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với Anten. Trong video trước, Ten đã tổng hợp 22 hình dạng được Ben Tennyson sử dụng trong series Alien Force. Ai chưa xem thì nhấn ngay vào link trong mô tả hoặc bình luận để thưởng thức nhé. Hôm nay Ten sẽ tiếp tục cùng các bạn đến xem có tất cả bao nhiêu aliens trong series Ultimate Alien nha. Cả nhà đã sẵn sàng chưa? Xoay và xem thôi nào. Tóm tắt nội dung: Ben 10 Ultimate Alien lấy sự kiện vài tuần sau phần phim trước đó là Ben 10 Alien Force. Danh tính thực sự của Ben Tennyson đã được tiết lộ về thế giới và giờ đây cậu là một siêu anh hùng quốc tế, được trẻ em ở khắp mọi nơi yêu mến. Với chiếc Omnitrix đã bị phá hủy, Ben giờ đây phải học cách kiểm soát sức mạnh của Ultimatrix, một phiên bản cải tiến của Omnitrix có khả năng nâng cấp các alien của Ben trở nên mạnh hơn với cái tên Ultimate Form. Ngoài ra cậu sẽ phải đối mặt với việc bị săn đuổi bởi những mối đe dọa ngoài hành tinh, linh đánh thuê và sát thủ. Kẻ thù chính của mùa đầu tiên có tên là Agrigor, người đang truy đuổi Ultimate Prize. Mùa thứ 3 có sự góp mặt của những nhân vật phản diện mới gồm Dagon và Sir George. Trước khi vào món ăn chính, chúng mình có một lưu ý nhỏ là những alien xuất hiện và được Ben sử dụng trong Alien Force và tiếp tục có tên trong series Ultimate Alien, chúng mình xin phép không đề cập trong video này. Theo thông tin tìm hiểu được thì giữa hai series, các hình dạng này không có sự khác biệt về hình thức cũng như sức mạnh. Còn bây giờ, chúng mình xin bắt đầu với dạng regular của 15 aliens đầu tiên. Artiwana, Blitz Wolfer, Bloodshock, Ditto, Aigai, Frankenstein, Grey Matter, Snare-O và White Vine là các aliens chỉ xuất hiện mà không được Ben sử dụng trong series này, nên chúng mình xin phép chỉ nhắc tên mà không nói kỹ lưỡng về chúng. 1. Water Hazard. Water Hazard là một alien thuộc chủng loài Orishan ở trên một hành tinh có tên là Kyusana trong thiên hà Andromeda. Water Hazard có hình dạng một con robot màu đỏ, có 4 mắt hình chữ nhật màu xanh lá và có một chiếc mũ trùm đến quá nửa đầu. Vai, tay và chân của cậu được bao bọc bởi một thứ gì đó trông rất giống với những con hà. Trong lòng bàn tay có 2 lỗ thủng để phun ra nước. Cậu ta cũng có móng vuốt và gai mọc ra từ 2 bàn chân với biểu tượng Ultimatrix nằm trên ngực. Về sức mạnh, khi trở thành Water Hazard, Ben có những khả năng liên quan đến nước như phun nước từ 2 bàn tay, điều khiển và biến đổi nước thành nhiều hình dạng khác nhau và kiểm soát nhiệt độ của nước được tạo ra. Water Hazard cũng có thể tạo khiên bong bóng để bảo vệ bản thân hay hấp thụ độ ẩm không khí bằng cách sử dụng những chiếc lỗ trên tay. Ngoài ra, bộ giáp exoskeleton của cậu rất bền, có thể chịu được những tác động lớn. Điểm yếu của Water Hazard nằm ở chỗ, bộ giáp exoskeleton vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công bằng năng lượng. 2. Amphibian. Amphibian thuộc chủng loài Amperi, sinh sống trên hành tinh Teslos trong thiên hà Andromeda. Amphibian có hình dạng một con sứa màu xanh với 6 xúc tu, hoạt động như 4 tay và 2 chân. Cậu ta có những vệt trắng trông giống những tia sét trải dài khắp cơ thể với biểu tượng Ultimatrix nằm trên mặt. Về sức mạnh, Amphibian có những khả năng liên quan tới điện như điều khiển điện, phóng sét, biến thành dòng điện thuần khiết, hấp thụ và phản lại điện. Cậu ta cũng có thể trở nên vô hình và giật điện những thứ cậu ta đi qua, giống như Big Chill. Amphibian còn có thể bay, thở và bơi dưới nước với tốc độ cao, kéo giãn cơ thể và đặc biệt nhất là cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Điểm yếu của Amphibian là mặc dù cậu ta có thể sử dụng điện ở dưới nước, nhưng nếu như Amphibian không dùng điện khi đang tiến vào nước thì sẽ bị giật ngược lại. 3. Amodrillo. Amodrillo là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ loài Tapedin trên hành tinh Poiana Runcast trong thiên hà Andromeda. Amodrillo có hình dạng một con tatu khổng lồ màu vàng với đuôi màu xám. Cậu ta có 2 cánh tay là 2 chiếc búa máy và 2 con ốc vít ở vai. Biểu tượng Ultimatrix của Amodrillo nằm ở trên ngực. Thực chất Amodrillo là kết hợp của 2 từ Amadillo, có nghĩa là con tatu, một loài động vật có vú với đôi chân và móng vuốt rất phù hợp để đào bới cùng những vảy sừng cứng như xương được bao bọc trên người, và drill là máy khoan. Cho nên nếu các bạn có thể tưởng tượng ra một con tatu khổng lồ cầm máy khoan có thể làm được gì, thì đó là những khả năng của cậu ta. Cụ thể, Amodrillo siêu khỏe, có thể đào đất và tạo ra động đất, cũng như là tạo ra các vết nứt trên mặt đất. Cậu ta cũng có thể biến tay mình thành máy khoan để dễ dàng cho việc đâm thẳng và xuyên thủng. Búa máy ở 2 cánh tay của Amodrillo có thể dùng để phóng các đồ vật. Tuy nhiên Amodrillo vẫn có điểm yếu, mặc dù có một lớp giáp khá là chắc chắn, nhưng với nó một lực tác động đủ mạnh vẫn có thể phá hủy. 4. Teraspin. Teraspin là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ chủng loài Geochelon Arius từ hành tinh Aldabra trong thiên hà Andromeda. Teraspin có hình dạng là một con rùa khổng lồ màu xanh, có 6 cái lỗ nằm mềm mại, chân ngắn, to và có móng vuốt, biểu tượng Ultimatrix nằm ở trên ngực cậu ta. Về phần sức mạnh và khả năng, Teraspin có thể thu người lại vào trong mai và xoay tứ chi như cánh quạt để tạo ra các luồng gió mạnh từ 6 cái lỗ trên mai. Sử dụng cách tương tự nhưng hướng gió xuống đất giúp Teraspin có thể bay hoặc đảo ngược chiều thổi của gió để hút các vật thể về phía mình giống như một chiếc máy hút bụi. Mai của Teraspin rất cứng, giúp cậu có thể chịu được hầu hết các đòn tấn công. Ngoài ra, Teraspin còn rất khỏe và miễn nhiễm với mọi loại khí độc.
Về điểm yếu, sức gió mà Terra Spin tạo ra bị suy giảm khi những cái lỗ trên mai bị chặn lại hay khi cậu ta không thể sử dụng tay chân để xoay. Đồng thời, Terra Spin cũng rất chậm và không được linh hoạt cho lắm. Vị trí nằm của đầu khiến cậu ta có rất nhiều điểm mù, dẫn đến tầm nhìn bị hạn chế. 5. NRG. NRG là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ loài Pripyatosian B trên hành tinh Pripyatos trong thiên hà Andromeda. NRG là một lò phản ứng hạt nhân sống, theo đúng nghĩa đen, chứa trong một bộ giáp trông như một cái lò với biểu tượng Ultimatrix ở trước ngực. Ở hình dạng thật, NRG có màu đỏ và biểu tượng Ultimatrix ở trên thắt lưng. Vì là một lò phản ứng hạt nhân, NRG có những khả năng như tạo nhiệt lên bộ đồ đủ để đun chảy kim loại và kể cả đá khi chạm vào. Phóng ra các tia năng lượng hạt nhân từ lỗ thông trên mũ bảo hiểm có thể truyền nhiệt xuống đất và tạo ra một vùng dung nham nóng chảy. Bộ đồ của NRG còn bảo vệ cậu ta khỏi những khu vực độc hại và khi cởi bộ đồ, sức mạnh của NRG còn tăng lên nhiều lần và thậm chí cậu còn có thể bay. Vì phóng xạ có thể ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, cho nên NRG luôn phải ở trong đó, điều này dẫn đến tầm nhìn, tốc độ và sự linh hoạt đều bị hạn chế. 6. Fast Track. Fast Track là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ loài Citicaira thuộc hành tinh Chalybeus. Fast Track có hình dạng một con mèo mặc đồ màu đen, tay, chân và một phần đầu của cậu có màu xanh nước biển với biểu tượng Ultimatrix nằm trên ngực. Fast Track có đôi mắt màu xanh lá, mũi hình tam giác ngược và có thiết kế giống tia sét dọc theo ngực và hình tam giác dọc theo lưng. Tương tự như Walter Hazard, cậu ta cũng có những lưỡi kiếm giống như gai trên tay và chân. Sức mạnh của Fast Track vô cùng đơn giản, đó là siêu tốc độ và siêu phản xạ, có thể nhảy cực cao khi đang chạy, nhưng nếu mà chạy quá nhanh thì rất khó để cậu ta có thể dừng lại. 7. Charmeleon. Charmeleon là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ loài Merlini Spain trên một hành tinh không xác định. Alien này có hình dạng của một con thằn lằn màu tím. Trên đầu của Charmeleon có một cái vây màu đen mọc dài về phía sau và ba mắt hình tam giác màu đỏ, xanh lá và xanh nước biển. Biểu tượng Ultimatrix được đặt trên ngực. Về sức mạnh, khi biến thành Charmeleon, Ben sở hữu toàn bộ các khả năng của loài tắc kè hoa như ngụy trang vào môi trường xung quanh đến mức trở nên gần như vô hình, có thể leo và bám lên hầu hết tất cả các loại bề mặt. Đồng thời Charmeleon cũng rất nhanh, linh hoạt, dẻo dai và rất trơn khiến cậu ta rất khó để bị bắt. Điểm yếu của Charmeleon nằm ở chỗ, mặc dù cậu ta có thể ngụy trang vào môi trường xung quanh, nhưng bóng của cậu ta vẫn có thể bị nhìn thấy. 8. Idol. Idol là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ loài Oritini trên hành tinh Coleoptera. Là một alien màu đen khá giống người với cái miệng lớn màu xám kéo dài đến tận ngực. Trên đầu của Idol mọc ra một cái vây khá giống với vây cá mập. Cậu ta đeo một chiếc thắt lưng bọc quanh eo, hai tay và đế giày. Bốn móng vuốt ở mỗi bàn tay và bên trong miệng Idol có màu xanh lá, biểu tượng Ultimatrix nằm trên ngực và ngay dưới miệng. Về sức mạnh và khả năng, Idol có thể ăn hầu hết mọi thứ các bạn biết trên đời và chuyển hóa chúng thành năng lượng có thể phóng ra từ vây của mình. Ngoài ra thì Idol cũng siêu khỏe, có móng vuốt sắc nhọn và vây của cậu có thể sử dụng làm vũ khí chiến đấu. Về điểm yếu, Idol sẽ bị tê liệt toàn thân nếu như kẻ địch tóm vào cái vây trên đầu cậu ta. Vì là một Oritini nên Idol sẽ bị yếu thế trước kẻ săn mồi tự nhiên của mình. 9. Clockwork. Clockwork là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ chủng loài Chrono Sapiens trên một hành tinh chưa được xác định. Clockwork có hình dạng một robot thời gian khổng lồ màu vàng đồng với nhiều đường màu đen. Cậu ta có một mảnh kính hình tròn trong suốt ở trên ngực để lộ ra những răng cưa bên trong. Đây cũng là nơi biểu tượng Ultimatrix được đặt. Trên đầu của cậu ta có một phần nhô ra trông giống với chìa khóa để khởi động đồng hồ. Về sức mạnh và khả năng, Clockwork có thể du hành thời gian, bắn ra các tia thời gian có thể đẩy người bị trúng phải về quá khứ hoặc tương lai, có thể hóa đồ vật, kể cả con người thành cát bụi. Cậu ta cũng có thể tạo ra các hình ảnh những gì xảy ra trong quá khứ bằng cách xoay chìa khóa trên đầu. Ngoài ra, Clockwork còn có thể làm chậm thời gian để di chuyển nhanh hơn. Tuy nhiên, với ngoại hình cục mịch và sức chịu đựng không được tốt cho lắm, nên Clockwork rất chậm và có thể bị nâu cao chỉ với một phát giật điện. 10. Juric. Juric là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ loài Planchacule trên hành tinh Alturan. Trong series Ultimate Alien, Juric là alien có hình dạng một con yêu tinh màu đỏ cam với đuôi hình mũi tên và biểu tượng Ultimatrix nằm trên ngực. Về sức mạnh và khả năng, Juric có thể phá hủy với tốc độ cao và sửa chữa cũng nhanh như phá vậy. Ngoài ra, Juric còn rất khỏe so với cơ thể khác nhỏ bé của cậu ta. Juric có thể bẻ gãy kim loại một cách dễ dàng và cực kỳ linh hoạt. Tuy nhiên, rất khó để điều khiển Juric làm đúng mọi thứ vì cậu ta luôn có khao khát phá hủy tất cả thay vì sửa chữa chúng. 11. Heat Blast. Heat Blast là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ chủng loài Pyronite từ ngôi sao Pyrus. Heat Blast là một dạng sống được cấu tạo từ lửa, với cơ thể gồm có dung nhang màu vàng xám bên trong được bao bọc bởi đá màu đỏ bên ngoài. Vì vậy, nhiệt độ cơ thể của Heat Blast luôn ở mức rất cao, biểu tượng Ultimatrix của cậu ta nằm trên ngực. Khi sử dụng Heat Blast, Ben có thể tạo và điều khiển lửa bên trong cơ thể mình. Cậu có thể định hình lửa thành bất kỳ hình dáng nào mà cậu muốn, thường là thành những quả cầu lửa để dễ dàng phóng ra ngoài, hoặc sử dụng lửa bao bọc lấy tay và dùng để đấm kẻ thù. Heat Blast chống lửa cũng như là kháng nhiệt và miễn nhiễm với tất cả các loại dung nham. Đồng thời, do lượng nhiệt phát ra là rất cao, Heat Blast cũng kháng luôn cả băng và có thể sống sót ở nhiệt độ cực kỳ thấp.
Sức mạnh và sức chống chịu của Heat Blast cũng được tăng cường, bị ném xuyên qua nhiều tòa nhà với tốc độ cao mà không hề hấn gì. Mặc dù là ngọn lửa di động, nhưng Heat Blast vẫn có thể bơi và sử dụng sức mạnh dưới nước, nhưng độ hiệu quả giảm đi đáng kể so với khi dùng trên mặt đất. Sức mạnh của Heat Blast cũng bị suy giảm khi gặp các chất chữa cháy, thậm chí lửa trên người cậu ta có thể bị dập tắt. Tuy nhiên, Heat Blast luôn có thể flame on lại trong một khoảng thời gian ngắn. 12. Forearms. Forearms là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ loài Tetraman trên hành tinh Khoros. Forearms là một dạng alien người da đỏ cao tới 12 feet với 4 tay cực khỏe và cậu ta cũng có 4 mắt. Trong series Ultimate Alien, Forearms búi tóc đuôi ngựa và chỉ mặc mỗi một chiếc khố màu đen chứ không mặc quần áo như phiên bản original. Cậu ta cũng đeo vòng tay, vòng chân và thắt lưng màu vàng. Biểu tượng Ultimatrix được gắn trên hai chiếc dây đai tạo thành hình chữ X trên thân trên của Forearms. Forearms có sức mạnh ngang bằng với Humangasaur, đương nhiên là Humangasaur bình thường, chứ Ultimate Humangasaur thì chưa chắc. Cậu ta có thể tạo ra sóng âm chỉ bằng cách đấm xuống đất hoặc vỗ cả bốn tay cùng một lúc. Tuy nhiên, khối lượng cơ bắp của Forearms cũng có thể trở thành điểm yếu vì nó làm cậu ta chậm đi và kích thước to lớn cũng khiến cậu ta khó sử dụng những đồ vật nhỏ hơn. 13. Ripjaws. Ripjaws là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ loài Pisces Volant trên hành tinh Pisces. Ripjaws là sự pha trộn của cá cần câu, cá mập và cá lươn nữa. Trong series Ultimate Alien, da của Ripjaws có màu xám và trắng với tất cả các vây đều là màu xanh lá. Mắt của cậu ta trong series này có màu xanh lá với con ngươi màu đen và lông mày cũng xanh lá. Về sức mạnh và khả năng, Ripjaws có hàm rất lớn và răng rất sức giúp cậu ta có thể cắn đứt cả kim loại. Cậu ta cũng có thể bơi ở tốc độ cao, có thể chuyển đổi chân thành đuôi cá và ngược lại. Đồng thời sức mạnh thể chất và độ linh hoạt của Ripjaws cũng được tăng cường. Điểm yếu lớn nhất của Ripjaws chính là cậu ta không thể ở ngoài nước quá lâu vì có thể ngỏm nếu bị mất nước quá nhiều. 14. Upgrade. Upgrade là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ loài Galvanic Megamorph trên một mặt trăng của hành tinh Galvan Prime, tên là Galvan B. Trong series Ultimate Alien, Upgrade có màu đen và xanh lá với một vòng tròn trên đầu chính là mắt của cậu ta, biểu tượng Ultimatrix đeo ở trước ngực. Đúng với tên gọi của mình, Upgrade có thể hợp thể và kiểm soát bất kỳ loại thiết bị công nghệ nào trong tầm và đồng thời nâng cấp chúng vượt xa khỏi những khả năng cơ bản và xây dựng các vật thể đơn giản dựa trên plasma như là gai. Ngoài ra, Upgrade có thể di chuyển xuyên kim loại và tự định hình lại bản thân sau khi bị phá hủy. Điểm yếu của Upgrade chính là điện, cậu ta có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nó. Đồng thời, vì được làm từ một thứ kim loại lỏng, cơ thể của cậu ta còn có thể bị tác động bởi trường điện từ. 15. White Mud. White Mud là mẫu DNA được Ultimatrix tổng hợp từ loài Vulpimancer trên hành tinh Vulpin. Trong series Ultimate Alien, White Mud có hình dạng một con chó màu cam nhưng không có mắt và đuôi. Thay vào đó, cậu ta có 3 lỗ mũi ở hai bên cổ dùng để đánh hơi. Biểu tượng Ultimatrix được đặt ở giữa ngực. Về sức mạnh và khả năng, White Mud có giác quan siêu nhạy, có thể đánh hơi con người mặc cho họ có đứng cách xa cỡ nào. White Mud cũng siêu khỏe, siêu nhanh cùng móng vuốt và răng rất sắc. Tuy nhiên, White Mud không thể nói mà chỉ biết gầm gừ nên rất khó để có thể hiểu cậu ta. Đồng thời khi gặp lạnh, White Mud sẽ bị sổ mũi, khiến gần như mù hoàn toàn và âm thanh tần số cao cũng có tác động tương tự. Dạng Ultimate, Ultimate Humangasaur và Ultimate Swampfire chúng mình đã phân tích trong video trước nên ở đây xin phép chỉ nhắc tên. 1. Ultimate Eco-Eco. Ultimate Eco-Eco là mẫu DNA được tiến hóa nhân tạo bởi Ultimatrix từ loài Sonorosian. Trong series Ultimate Alien, Eco-Eco trông giống một con robot màu xanh dương bằng kim loại, to lớn hơn so với bản thường. Trên cơ thể, cậu ta có 15 chiếc đĩa âm thanh hình tròn và có thể tháo rời. Cậu ta cũng có dây cáp nối từ sau lưng cho đến tay và biểu tượng Ultimatrix ở trên ngực. Về sức mạnh và khả năng, Eco-Eco bản hàng hiệu có thể né những chiếc đĩa âm thanh trên người để tạo ra những vụ nổ sóng âm. Những chiếc đĩa này cũng có thể nhân bản để gây nhiều sát thương hơn. Nếu như khi đem biến thành dạng Ultimate mà các bản sao của Eco-Eco vẫn còn tồn tại, thì những bản sao ấy sẽ trở thành những chiếc đĩa âm thanh. Cậu ta cũng có thể sử dụng những chiếc đĩa này để tạo ra trường lực đủ mạnh để có thể giữ được một vụ nổ bom hạt nhân có kích cỡ nhỏ. Ultimate Eco-Eco còn có thể bay và sống sót trong không gian nhờ bao bọc bản thân bằng sóng âm. Ngoài ra, Ultimate Eco-Eco cũng có thể phân thân chi thuật, tuy nhiên khả năng này chưa được nhìn thấy trên phim. Về điểm yếu, Ultimate Eco-Eco dễ bị tổn thương bởi điện hay cảm thấy đau đớn nếu những đĩa âm thanh bị hư hỏng hoặc phá hủy. 2. Ultimate Cannonball. Ultimate Cannonball là mẫu DNA được tiến hóa nhân tạo bởi Ultimatrix từ loài Arborian Pelarota. Ở bản hàng hiệu, Cannonball vẫn giữ nguyên hình dạng như trước, chỉ thay đổi mỗi màu da từ vàng sang xanh kim loại. Vỏ của cậu ta giờ đây còn được thêm một vài chiếc đinh tròn, có thể biến thành gai mỗi khi cuộn lại. Biểu tượng Ultimatrix được đặt giữa bụng. Về sức mạnh và khả năng, Ultimate Cannonball vẫn sở hữu các khả năng y hệt bản thường nhưng được nâng cấp lên một level hoàn toàn mới. Vỏ của Ultimate Cannonball giờ đây có thể chịu được cả phóng xạ và mọc gai, khiến sức tấn công và phòng thủ đều được tăng lên. Cậu ta cũng được tăng cường tốc độ, sức mạnh và có thể bật cao hơn. Ngoài ra, Ultimate Cannonball cũng có thể bắn ra gai từ vỏ của mình. 3. Ultimate Spider Monkey.
Ultimate Spider-Monkey là mẫu DNA được tiến hóa nhân tạo bởi Ultimatrix từ loài Arachnikim. Trong series Ultimate Alien, Ultimate Spider-Monkey có hình dạng một con tinh tinh khổng lồ màu tím. Ở hình dạng này, Spider-Monkey bị mất đuôi và một cặp tay được thay thế bằng bốn chiếc chân nhện, biểu tượng Ultimatrix được đặt ở giữa ngực. Về sức mạnh và khả năng, Ultimate Spider-Monkey sở hữu tất cả những khả năng của Spider-Monkey và có thể bắn tơ từ miệng bằng cách chia đôi hàm dưới. Tơ của Ultimate Spider-Monkey cũng mạnh hơn bản thường. Cậu ta vẫn có độ cơ động cao nhờ những chiếc chân nhện, thứ có thể dùng như những ngọn giáo để đâm kẻ thù vì chúng cực sắc. 4. Ultimate White Mask. Ultimate White Mask là mẫu DNA được tiến hóa nhân tạo bởi Ultimatrix từ loài Vuprimancer. Ở dạng Ultimate, White Mask to lớn hơn, lông chuyển thành màu đỏ sẫm, có đuôi và có thể nói được cả tiếng Anh. Biểu tượng Ultimatrix được đặt ở giữa bụng. Về sức mạnh và khả năng, Ultimate White Mask khỏe hơn so với bản thường, nhờ móng vuốt dài hơn và khả năng giữ chân kẻ thù kích thước lớn hơn được tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, cậu ta cũng có thể dùng phần nhọn ở đuôi để tấn công. 5. Ultimate Big Chew. Ultimate Big Chew là mẫu DNA được tiến hóa nhân tạo bởi Ultimatrix từ loài Necrofrisian. Ultimate Big Chew nhìn y hệt Big Chew, chỉ khác là bản Ultimate có cơ thể và cánh màu đỏ rực lửa. Giọng của Ultimate Big Chew cũng trầm hơn so với Big Chew. Biểu tượng Ultimatrix được đặt ở giữa ngực. Về sức mạnh và khả năng, Ultimate Big Chew cũng có thể thổi ra băng y hệt Big Chew và thổi ra lửa có khả năng đóng băng kẻ thù như cậu ta đã khẳng định. Fire so cold it burns. Khả năng đóng băng của Ultimate Big Chew cũng nhanh hơn. Ngoài ra, Ultimate Big Chew sở hữu toàn bộ các kỹ năng cơ bản của chủng loài này như bay, tàng hình và chống chịu nhiệt độ khắc nghiệt. Về điểm yếu giống như hình dạng thường, Ultimate Big Chew dễ bị tổn thương bởi điện. 6. Ultimate Weebig. Ultimate Weebig là mẫu DNA được tiến hóa nhân tạo bởi Ultimatrix từ loài Tokustar. Ultimate Weebig trông khá giống với Weebig, chỉ trừ phần màu đen trên cơ thể được chuyển thành màu xanh dương và cậu ta có thêm hai chiếc sừng bên cạnh chiếc sừng cũ ở giữa. Biểu tượng Ultimatrix được đặt ở giữa ngực. Về sức mạnh và khả năng thì Ultimatrix Weebig to và khỏe hơn Weebig rất nhiều. Giờ đây cậu ta có thêm khả năng bay và bắn ra các tia Cosmic Ray còn mạnh hơn nữa. Ngoài ra cậu ta cũng có khả năng tạo ra các đĩa năng lượng. Tuy nhiên, chính vì kích thước to lớn khiến Ultimate Weebig khó khăn khi đánh nhau ở giữa những không gian chật hẹp. Đồng thời dù đã được tiến hóa nhưng Ultimate Weebig vẫn bị ảnh hưởng bởi mưa axit. Và trên đây chính là 30 hình dạng xuất hiện hay được Ben sử dụng trong Ben 10 Ultimate Alien. Các bạn thích hình dạng nào nhất, hãy cho chúng mình biết bằng cách comment ở bên dưới nhé. Đồng thời gợi ý đề tài các bạn muốn xem để Ten chiếu luôn nào. Như thường lệ, hãy like video và đăng ký Anten để không bỏ lỡ những content thú vị sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!